Mẹ ơi, mua cho con cái này nữa. Mua nha mẹ. À, cho tôi thanh toán. Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Lần tới lại đến nha. Wow, một chú gấu. Thật là dễ thương. Hết ra rồi, tiệm đóng cửa đây ạ. Ồ, mình bị kẹt mất rồi. Trong này tối quá à. Làm sao để tìm được công tắc đây? Bình luận xuống bên dưới nha. Cô bé đang nghịch con dấu. Lấy một chiếc để làm thủ công nào. Cắt đi một lớp. Chọn một viên ngọc. Mã vàng nào. Ống ánh. Nút hạt cườm. Cây đèn pin siêu khỏe này sẽ chiếu sáng mọi thứ. Ồ, đèn pin nè. Cầu dao ở đâu ta? Hoan hô, ở trên tường. Sáng lại rồi, phải đi kiểm tra một vòng mới được. Ai là nhân vật mới vậy ta? Trộn các màu. Nhào đất sét nha. Đôi chân bự hơn một chút. Thân cũng vậy. Giờ đến cánh tay. Elsa. Hay là Ariel. Là Freddy. Tô màu nào. Làm nổi bật phần bụng. Chiếc mũi đen. Mắt bằng hạt cơm. Vẽ các chi tiết. Rồi thắt nơ nha. Hả? Lali Kadabra. Freddy đã có linh hồn rồi. Chú gấu có giúp Wendy không ta? Mình bị kẹt thật rồi. Đồng hồ đã điểm nửa đêm. Đêm nay mình sẽ phải ở đây à? Tiếng động gì vậy ta? Đồ chơi bỗng có sự sống. Vòng quay may mắn. Ô không, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đồ chơi, chúng đang sống vậy. Ô, ai vậy? Hả? Đôi mắt nhìn đáng sợ quá đi. À! Mình sẽ cứu cậu. Mọi người hãy bấm thích để cứu cô nàng nha. Freddy bị trói bằng dây đèn. Đi thôi. Tạm biệt Freddy. Chọn một gói đất sét nhẹ. Trộn hai màu lại. Nặng bột nào. Đây là sốt gà. Thêm phô mai ở trên. Xúc xích và thịt xông khói. Rồi cà chua. Rau xanh nữa. Lớp vỏ tô màu nâu. Gấp chiếc hộp lại. Gói chiếc pizza lại nha. Chúc mọi người ngon miệng. Wendy và Chica đang lên kế hoạch thoát ra. Tụi mình phải tìm bản đồ cửa hàng. Phải ở đây không ta? Không có. Đằng sau các khối hộp. Hay là ở trong? Trống trơn à? Hay trên đường ống? À! Ở đâu vậy trời? Nhìn này. Bản đồ được treo ở sau Phantom Foxy. Cáo thích ăn gì nhỉ? Bình luận cho mình biết với nha. Pizza. Nó sẽ đánh lạc hướng chú cáo. Giao hàng đây. Ngon ghê. Mình muốn pizza. Hoan hô, Chica và Wendy đã tới đích. Nửa tấm bản đồ đây rồi. Chạy thôi. Lấy một cây cọ vẽ. Cắt phần tay cầm. Chuẩn bị sơn nha. Màu vàng. Tô màu nào. Một dải giấy xốp. Uốn thành hình tròn. Gắn hai mặt vào nha. Xong rồi. Gắn vào hai bên. Ai cần cái búa này không nào? Cùng xem phòng trò chơi ha. Là mấy đồ chơi. Chắc nửa còn lại ở bên trong á. Nhìn kìa, nó kia rồi. Tụi mình còn một đồng xu. Chú vịt này có một đồng nè. Mình không chụp kịp. Làm sao dừng nó được vậy? Dùng búa xem sao. Phải đập vỡ cầu trượt thôi. Hoan hô, có xu rồi. Thả vào trong máy. Một quả bóng. Phải mở nó ra. Vậy lấy búa đập thôi. Hoan hô. Nối hai nửa lại là được. Ô không, là Freddy. Chạy mau.
Bọn họ đâu rồi ta? Wendy ơi, chào Lalilu. Để mình lấy số đo ha. Dùng giấy trắng, cắt hình in sẵn. Lấy tấm nhựa trong nha. Lắp thành chiếc hộp. Bao bì mới. Vào đi. Cặp song sinh LOL Surprise. Wow. Wendy biến thành búp bê rồi sao? Tụi mình cần 3 chiếc chìa khóa và rồi mình sẽ trốn được. Ô không, trốn mau. Ở đâu bây giờ? Một chiếc hộp hoàn hảo. Họ đi đâu rồi ta? Phew, hắn ta đi rồi. Wendy, cậu có ở đây không? Cậu làm mình hết hồn à. Xin lỗi, kiểm tra bản đồ nào. Tụi mình cần tìm chìa khóa trong phòng này. Thử nhìn quanh xem. Là hộp slam. Để mình mở ra. Đi tiếp nào. Lấy tấm nỉ. Phát thảo các chi tiết. Cắt bỏ phần trống. Mặc thử nào. Thêm một lớp cách nhiệt nha. Cắt các dải. Xỏ ri băng qua. Chiếc áo cứu hộ này sẽ có ích cho Wendy. Phải mau đi tiếp thôi. Mình nghe thấy tiếng cô Freddy á. Đây là đâu vậy? Là khu vực bể bơi. Cẩn thận nha, có cá mập á. Tụi mình vào trong bể trốn thôi. Nhưng mình không biết bơi. Mình nên làm gì đây? Mình luồn xuống dưới nha. Mình nhảy đây. Chết đuối mất thôi. Mình sẽ cứu cậu Chica. Ô không, có cá mập. Mau biến đi. Mình tìm thấy một quả bóng ở dưới đáy nè. Đúng là cuộc phiêu lưu mà. Bên trong sẽ có chìa khóa á. Bản đồ chỉ đi đâu tiếp vậy? Đôi bạn tiếp tục cuộc hành trình. Chọn một chiếc mũ nào. Mũ cảnh sát là hợp nhất. Tô màu mới lên nha. Màu xanh đẹp hơn á. Lấy một viên ngọc. Cho giấy vào máy in. Bắt đầu. Tụi mình sẽ in biển báo dừng. Phần nền lấp lánh. Cắm cây tăm ở dưới. Rồi thêm hạt cườm. Mọi người đi đường phải cẩn thận nha. Cô bé và Chica đang trong một căn phòng mới. Tụi mình cần chiếc chìa khóa thứ ba. Chắc chỉ ở quanh đây thôi. Đây rồi. Hai cậu không bắt được tôi đâu, còn lâu. Đuổi theo chú gấu. Đường ray sao? Gấu bông xuất phát. Làm sao chặn chú lại đây? Đúng là nhanh như gió. Mình biết rồi. Không được đi tiếp. Mau nộp phạt chiếc chìa khóa. Cầm lấy đi. Lẽ ra tôi phải canh chừng cẩn thận hơn. Hoan hô, chiếc chìa khóa cuối cùng rồi. Bắt được rồi nha. Đồ chơi lò xo. Xóa khuôn mặt đi. Sử dụng miếng mút. Vẽ chiếc miệng cười. Cái mũi đỏ. Giấu món đồ vào trong hộp. Rồi đậy nắp lại nha. Ai sẽ được bất ngờ đây ta? Freddy tụ tập các bạn để cùng đón vị khách. Ta sẽ tóm ngươi. Chạy mau. Chạy đi, mất dấu chúng bây giờ. Chỉ còn Freddy thôi. Còn cách nào khác không? Có quà cho ngươi nè. Cho ta. Để xem. Bắt lấy hắn. Quấn hắn lại. Kế hoạch thành công rồi. Các ngươi chờ đấy. Vậy là Freddy sẽ không làm phiền họ được nữa. Cùng sửa chiếc máy xúc cũ ha. Lấy một bánh xe nhỏ. Bé quá đi. Chuẩn bài rồi. Cắt phần trên của cabin. Chuẩn bị sơn. Tô màu nào. Hoàn hảo. Gắn gầu xúc vào. Cắt một phần ống hút. Gắn một vòng cung nhựa. Rồi tô màu mới lên nha. Chica, cậu có biết lái xe không? Tăng hết tốc lực nào. Mau đến lối ra thôi. Tụi mình cần đi qua cửa. Ô không, bị đồ chơi chặn mất rồi.
Một mình không thể dọn hết được. Chắc đến tới tay mới xong mất. Mình đến giúp cho cậu đây. Chỉ cần có chiếc máy ủi này là xong ngay. Đi thôi, mọi chướng ngại đều bị dọn sạch cả. Cửa đây rồi. Chiếc này không vừa, vậy thử chiếc tiếp theo đi. Không được, cơ hội cuối rồi á. Hoan hô. Wendy con yêu, bố mẹ lo lắm á. Trời đã sáng rồi, cũng đã đến lúc cửa tiệm mở cửa. Chica ơi, bố mẹ đến đón mình nè. Người bạn của cô bé chỉ để lại một chiếc lông vũ. Thật là một cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc. Nhà máy kẹo đang bận rộn. Kiểm tra quy trình sản xuất nào. Khoan, sai rồi. Dùng nó nào. Nhưng mình sẽ cần nó. Giữ bánh cupcake nào. Vị dâu tây là hương yêu thích của mình. Làm mịn phần kem. Vẽ đôi mắt. Thêm ít răng nha. Phủ lên kem lấp lánh. Yêu quái đồ ăn vặt. Mẹ đang định nấu ít đồ ngọt. Mình sẽ đãi cả nhà đồ ăn ngon. Cùng cán bột ra nào. Mẹ, mẹ đang nấu gì vậy? Cupcake, con có muốn giúp không? Dạ có, thật là thú vị. Vậy ngồi xuống, mình cùng thêm sữa nha. Mình có một ý tưởng nè. Trong khi mẹ không chú ý, cô bé đã trộn nguyên liệu độc đáo. Wow, bột có màu hồng sao? Công thức thú vị. Cho vào lò nướng. Mẹ và con gái đang nói chuyện. Ủa, khói bay đến từ đâu vậy? Ồ, ai đó? Bánh cupcake sống lại rồi. Ồ không, mình vô tình thêm dung dịch ma thuật. Cùng làm bạn nào. Nó có nguy hiểm không? À, đúng là đáng yêu mà. Phép màu có thể xảy ra mọi nơi. Tấm giấy này quá mỏng. Nhấn nó. Tạo chiếc hộp nha. Sơn màu xanh. Cùng làm ngôi sao nào. Trang trí bức tường. Chú mèo mài móng của mình. Phủ nỉ bông lên chiếc hộp. Lắp đầy với đất nặng. Sơn lại xiên gỗ nha. Cẩn thận răng nhọn đó. Cắt ngắn ống hút. Xốp và đất nặng. Chân đáng yêu nè. Mình mượn ít giấy xốp nha. Xoắn dây thép thành hình xoắn ốc. Tay nắm lò xo. Quái vật dậy rồi. Đồ chơi dây cót này không đứng yên được. Các cô gái đang nói chuyện trong sân chơi. Chào, sao bạn ngồi ở đây vậy? Cùng chơi bóng rổ nào. Mình trước, xem mình làm đây. Ném nè. Yay, đúng mục tiêu. Đến mình. Ước, trượt rồi. Bóng chạm chiếc hộp. Nó đang xoay kìa. Sống trở lại và đột nhiên. Wow, bạn là ai? Lò xo khắp nơi. Mình là Bossy Poo. Bạn muốn mình hướng dẫn không? Mình sẽ tạo ra những cú phát đẹp. Đây nè, đúng rồi. Hoan hô, Bossy. Lần nữa. Và nữa. Tuyệt. Bossy Poo đúng là chuyên gia. Đám trẻ giờ đã có huấn luyện viên bóng rổ rồi. Dùng miếng Lego nha. Bắt đầu với hình tròn. Mũi tên cùng nhảy. Chúng mình có mẫu hình in hộp. Gấp nó. Đóng gói món đồ chơi. Ai đó sắp được một bất ngờ rồi nè. Margot đang chơi laptop. Mình cuối cùng cũng được yên tĩnh. Đám trẻ sẽ không để bạn chán. Cùng chơi nào. Yay. Đám trẻ nghịch phá thật.
Ô không, không gian của mình. Chơi nào chị ơi. Mình cần làm họ bận rộn hơn. Chị ấy đi đâu rồi? Xem chị có gì nè. Trò cùng nhảy. Nhảy theo trái tim bạn. Các cô bé đã hiểu luật rồi. Mình làm gì đây? Chị sẽ chỉ. Làm theo mũi tên. Nhảy nào. Em hiểu chưa? Đúng là hoạt động thú vị mà. Giờ Margot có thể nghỉ ngơi. Sửa búp bê cũ nào. Vẽ mắt mới. Ít phấn màu. Loại bỏ phần thừa đi. Tóc mới hợp với cô ấy. Giờ thay đồ nha. Thêm chiếc nơ lớn nè. Megan là người máy. Cô được lập trình để giúp mọi người. Mẹ của Candy thường xuyên bận rộn công việc và con gái rất nhớ cô. Viết kế hoạch làm việc nào. Mẹ ơi, con vẽ hình chúng mình nè. Mẹ không rảnh rồi. Mẹ không có thời gian dành cho mình. Xin chào, chúng mình cần người máy búp bê mới. Đơn hàng của bạn đây. Chúc may mắn. Mẹ có bất ngờ cho con yêu. Wow, búp bê, cô ấy tuyệt quá à. Các cô gái bắt tay và búp bê sống trở lại. Chào, chúng mình là bạn. Tuyệt, đi nào, mình sẽ cho bạn xem mọi thứ. Cùng chơi với nhau nào. Được thôi. Hai con làm bạn nhanh thật đó. Đây là món quà tuyệt nhất đó ạ. Mình có gì đây? Chúng mình chỉ cần bàn tay thôi. Lau lớp sơn đi nha. Loại bỏ những thứ không cần thiết. Vẽ vết thâu nè. Ai đó cần làm móng. Giờ hồng là xu hướng đó nha. Phủ sơn móng tay lên nè. Cho vào trong đèn UV. Kết quả tốt đó nha. Là người theo xu hướng, bạn sẽ có đồ trang sức tốt nhất. Dán móng sẽ thay thế cho vòng tay. Phiên bản nữ này của Thiên thật là lộng lẫy. Tay không biết phải làm gì với chính nó. Có thể chơi piano. Xong. Lướt qua mạng xã hội. Một lời mời từ Thiên. Đã đến lúc chuẩn bị. Làm móng tay mới. Lộng lẫy. Thiên đang đợi bạn hẹn của anh trong khu vườn phép thuật. Cô đang vội. Bó hoa xinh quá à. Những bàn tay được tạo ra cho nhau. Nhìn những đồ hỏng này đi. Hãy cho búp bê cuộc sống mới nha. Lau sạch lớp cặn đi. Sơn acrylic trắng. Mình không thể thấy gì. Gương mặt mới. Wow. Chọn đất nặng. Màu hồng. Sơn màu tóc giống kẹo mút. Trang trí với bánh donut. Cho vào trong đèn. Thay quần áo cho cô nào. Thêm ít xanh nha. Rắc đầy trái tim nè. Này, váy đẹp đó. Vớ chấm bi đáng yêu. Cùng làm quen hơn với bạn búp bê này nào. Đến đây. Công viên giải trí chật kín khách thăm. Đến đây nào. Ai muốn ăn kẹo bông gòn nào. Mình lấy một cái nha. Được chứ. Mình đúng là nghiện đồ ngọt. Mình sẽ làm kẹo bông gòn to nhất. Wow, cảm ơn nha, ngon quá. Chàng trai quyết định thử sức mạnh. Phần thưởng là của mình. Ô không. Để mình giúp. Wow, tuyệt. Đồ chơi của bạn. Cảm ơn, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất. Em bé làm rơi kem của mình. Sao vậy bé yêu? Kem của em. Đừng buồn mà. Đây của em nè. Không ai buồn trước mình hết nha.
Mọi người tận hưởng thời gian cận sushi. Lấy một tờ giấy xốp nè. Cánh hoa nhảy nhót, làm nụ hoa lộng lẫy, rồi đến thân cây nha. Sơn đã giống cây kẹo mút. Thêm ít lá. Đó hoa này hoàn hảo cho sushi. Hội chợ thị trấn đang bùng nổ ở Lalitao. Hot dog, hot dog ngon lành đây. Sushi đi ngang qua. Ồ, là cô ấy. Vé của bạn, chơi đu quay vui vẻ nha. Giấc mơ thành sự thật. Cảm ơn sushi. Làm sao để nói chuyện với cô ấy? Mình biết rồi. Chơi để trúng giải nào. Mình có thể làm vì sushi. Xin chúc mừng. Bạn sẽ chọn gì? Đó hoa sao? Hoàn hảo. Sushi, bạn xinh đẹp tựa đóa hồng mật này. Chàng trai chiến thắng trái tim robot. Có vẻ chúng mình có cặp đôi mới rồi. Lấy chiếc nắp nhựa nha. Hạt gỗ. Sơn một phần màu đỏ. Gắn bàn quay. Trang trí với chiếc nơ. Chiếc đồng hồ đáng yêu sẽ đánh thức những người mê ngủ. Teddy đang chuẩn bị đi ngủ. Mai phải đi học rồi, mình cần phải đi ngủ sớm. Ngủ ngon. Cô bé đi ngủ. Megan cho đồ vào ba lô của cô bé. Xong, mình sẽ chỉnh thời gian báo thức một chút để Candy ngủ. Dậy nào Candy. Chào buổi sáng. Buổi sáng đã xong và ba lô bạn đã sẵn sàng. Mình phải làm gì nếu thiếu bạn đây? Candy lấy đồ của cô. Bye, hẹn gặp bạn sau giờ học nha. Làm một mảnh mới. Phép màu Lalelu. Nó trở thành mô hình ba chiều. Vo một viên đất nặng. Tạo gương mặt nha. Nhuộm lông màu xanh. Mặt xinh quá đi. Chiếc lưỡi dài thè ra. Mèo con thích đồ ngọt. Minion đang làm đồ ngọt. Chiếc bánh hoàn hảo. Hoan hô. Mèo con ngửi thấy mùi thơm tuyệt vời. Ô không, nó đã ăn hết tất cả mọi thứ. Bạn đang làm gì vậy? Mèo con hư. Khoan đã, bạn đang đi đâu vậy? Suzy quyết định đến thăm nhà máy. Nhưng thay vì Minion, cô gặp chú mèo sợ hãi. Đúng là đáng yêu mà, mình cần cho các bạn thấy. Suzy, chúng mình đang chờ bạn. Ô, mèo con ngoan. Mình chạm nó nha. Được. Mình có nhiều đồ ăn lắm, tự nhiên nha. Các cô gái đang bận nói chuyện trong khi chú mèo ăn hết mọi thứ. Bạn thích ăn nhất nào? Để lại bình luận nha. Lalelu ơi, mình luôn mong có đại gia đình. Giúp nó thành sự thật được không? Được rồi phép đi, sẽ như điều cậu mong muốn. Đổ slime ra nha. Dùng phép thuật nào. Sơn lại đầu màu trắng. Thân cô nàng cũng vậy. Và đôi mắt màu tím. Mình trông thế nào? Hãy xem nha. Đất sét khô nè. Tạo hình mỏ. Vẽ nụ cười. Đôi bàn chân. Chuẩn bị các chi tiết. Rồi thử đi Chica. Thật hoàn hảo. Cảm ơn Lalelu. Cậu cần bộ đồ sáng hơn. Lấy thêm đất sét khô nha. Làm đôi vớ nhiều màu. Đây là nàng chim đầy phong cách. Bụng Chica tròn phải không nè? Chào mừng tới nhà mới. Xin chào. Chica hả? Anh hạnh phúc quá đi. Bụng của em. Ngồi xuống đi em yêu. Tất cả là cho em, tình yêu của anh. Ô, bụng em đang réo kìa. Có người muốn ăn gì đó rồi. Lấy gì cho em đây? Kệ trống rỗng hết. Pizza thì sao hả em yêu? Được đó anh. Tiệm pizza ngon nhất đây. Em yêu chọn đi. Ăn vị gì đây ta? Chắc là ăn hết mà còn hơn thế nữa. Okay, hurry up, let's go. Lấy cái lọ nha.
Trải bột ra nào. Tạo hình viên. Thêm sốt phô mai. Sốt cà chua ở trên nè. Thêm topping. Chỉ còn bước cuối cùng, cá mòi. Gói bánh pizza lại. Chúc ngon miệng nha. Nhanh vậy sao? Khách hàng sẽ rất hài lòng. Món ăn của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng. Chính xác món mà mình muốn. That's it. Ew, mùi gì vậy? Oh my god. Trông ngon quá đi. Yum. Tự nhiên đi ha, đủ cho cả hai mà. Nhớ đến tiệc tiết lộ giới tính của con mình nha. Wow. Ồ, thật tuyệt, cảm ơn. Mình chắc chắn sẽ tới. Hẹn gặp lại Suzy. Hẹn gặp lại. Cùng làm hộp giấy nha. Cần dụng cụ gì nè? Con dao thủ công nhỏ. Cắt một đường. Hô biến. Hoa giấy. Dán hộp giấy bí mật lại. Là trai hay gái đi? Đó là câu hỏi khó. Kèm theo cái gậy hình kẹo nè. Mọi người đã sẵn sàng cho tiệc tiết lộ giới tính rồi. Sushi đang ở bữa tiệc. Xin chào. Bụng của cậu với của mình đã to vậy rồi nè. Mọi người sẵn sàng biết giới tính chưa nào? Sẵn sàng. Nào Sushi, câu trả lời là ở trong hộp giấy bí mật. Cầm gậy đi nè. Bắt đầu. Hả? Màu tím? Sao có thể như vậy được? Rồi mình sẽ sớm biết thôi. Đây là hình ảnh đáng nhớ. Cười lên nha. Viết gì lớn? Khuôn hình lớn. Tách nó ra. Đặt trên vải nỉ. Rồi may với máy. Bông mềm. Dồn đầy vô vỏ gối. Hình như còn thiếu gì đó. Đúng rồi. Đá và kẹo rắc. Chỉ cần đúng cỡ. Chiếc gối donut dành cho bà bầu. Em mệt quá à. Anh đâu rồi chồng ơi? Không có chỗ nào ngồi được cả. Ước gì anh ở đây Misty. Hả? Này là gì vậy? Máy tính bảng hả? Alo, em nè anh. Có bất ngờ sao? Cho em hả? Có gì ở trong đây vậy? Wow, cái gối hình donut nè. Thoải mái quá đi. Anh đúng là chuột túi chu đáo nhất của em. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Vui lòng nằm trên ghế nha. Freddy ơi, em yêu, mình quên đem túi bà bầu của em rồi. Anh chị vẫn còn thời gian. Ok. Chọn một màu. Các phần đã chuẩn bị ra nha. In hình caro. Chia nhỏ. Tay cầm tiện lợi. Chiếc túi dành cho mẹ bỉm sữa tương lai. Chica, anh mang túi tới nè. Ba vào đi. Em yêu của anh ở đây rồi. Còn đây là trứng. Và một trứng nữa. Tụi mình sắp có cặp song sinh. Thật tuyệt vời tình yêu của anh. Còn túi này thì đã có đủ mọi thứ cho các con. Sushi ở cùng bệnh viện với bạn mình. Bất ngờ quá đi. Ồ, rất vui được gặp lại cậu. Cậu đang mang bầu song sinh hả? Mình đừng vội nữa. Để xem có gì ở đây. Con của Sushi và Misty. Lau mặt đi nè. Vẽ phác thảo đôi mắt. Màu tím. Con ngươi hình trái tim. Trang trí với hoa văn nha. Vẽ bộ áo liền thân. Hoàn hảo. Điểm xuyến thêm kẹp tóc. Ô, em bé, thật đáng yêu mà. Con của cậu dễ thương quá đi. Thank you. Anh yêu, nghe em nói không? Em với con vẫn ổn. Giờ thì mình phải về nhà thôi. Em bé thì cần có xe đẩy. Chọn màu sắc. Màu cam nha. Sơn khung nè. Phủ phía dưới. Kẹo Kinder Joy. Cắt hộp ra nha. Sơn một lớp lót. Vẽ vàng hổ. Còn xe thứ hai thì có họa tiết da báo.
Đeo đồ chơi chuyển động. Lấy bông xốp cũ nha, cắt ra làm đôi. Mỗi bên có một cái gối. Lấy ống hút nè. Mình cần có bánh xe. Gắn tay nắm. Hai chiếc đuôi. Đây là xe đẩy đôi độc đáo và rất thuận tiện. Không khí trong lành. Rất thích hợp cho bọn trẻ. Xin chào các cậu. Không biết khi nào con của cậu sẽ nở ha. Con của cậu đáng yêu quá à. Oh my. Chúng nở rồi. Thật dễ thương. Con trông giống như anh vậy. Còn con gái thì rất giống em. Dừng lại, đợi đã. Con mình đi đâu rồi? Các ba mẹ đi tìm con. Hiu, thì ra con ở đây. Chúng đang bơi trong hồ cạn. Đúng là những em bé tinh nghịch mà. Chuông nhỏ. Mình cần thêm cuộn dây. Xoay tay cầm. Cắt theo chiều dài. Tô chút sơn trắng nha. Là kẹo mút. Chọn hạt phù hợp. Trang trí nơ nha. Lục lạc dễ thương dành cho những ai hảo ngọt. Sushi đang ru con ngủ. Mơ đẹp nha. Chào cậu. Em bé dễ thương quá đi. Ủa, xin lỗi, mình làm con cậu sợ rồi. Kế hoạch dự phòng. Nhìn nè, có đồ chơi đây. Ồ, bé không thích nó à. Ồ, mình biết rồi, đợi chút nha. Này được nè, yay.